tưởng đã lùi xuống. Nhà tao không có gì ngoài cái kinh có kinh tế. Mẹ nó vô nhắn tin không thấy hả? Không có tiền. Cái sao mà Facebook của nó mẹ nó vô được hay ta? Mẹ nó quản lý điện thoại. Ờ kỳ á. Tao không có chuyện tao cái nợ tao. Mẹ nó hỏi tao là khóa hai ba cái mật khẩu. Mở mật khẩu thường ra vô. Điện thoại tao tao không có cho mẹ nó cầm luôn. Tao để chứ không ai dám lấy. Điện thoại tao tao lấy mật khẩu mà mấy người nói với được đâu. Mẹ nó mà đâu có chút kia mà cho vũ này cái mặt nó nha mỉm. Mấy giờ rồi thầy? Ông nội này đi chơi toàn ở đi hơi đá banh toàn là hối giờ không à. Nói mình đang quay phim ở hối giờ. Mày để cho cái nữ hay hay thôi, mày để thầy chửi mày. Là ngày nó không có tinh thần gì đó mà anh. Ờ, nó là chuyên môn vậy á. Chỗ nghỉ vậy. Đi tập mấy đứa vậy là phải dạt bỏ ra ngoài đó. Để làm sao mà xong thôi. Đúng rồi, lòng mất tinh thần. Sau mà anh Toàn nó thức như châu bò, trù bò tao nó chạy. Đây đá banh rồi là không hỏi gì hết. Như chú qua chú đá banh chú đâu có làm cái này đâu, thiếu người bắt chú làm, chú đâu có hỏi giờ đâu, là không đó qua cái đá chân này hai lần rồi nghe tao cũng nghe hai lần rồi ném pin sai rồi ông Quân A7 ơi. Đội hình này vô đá yếu quá. Đội hình này vô đá yếu quá. Liệt chạy đúng rồi. Quá. Lùi về. Liệt chạy kìa. Chạy quá. Lùi về đi. Đẩy nó, đẩy cho nó bị thổi là nó biết. Em nghe gì á thầy? Nãy giờ tự nhiên coi đi bình luận nó nghe trong thành em vừa nghe. Nó tự nghe nữa lại đúng không? Gió tù. Này á. Đó Khoa với Hải nó hợp rơ á, bọc lót nhau tốt á. Trời ơi. Quân A7 đó kỳ vậy. Đúng là quân A7 nó xuống đá dưới không được. Ờ, qua kia luôn.
đúng á. Chết. Thằng mà đứng trong khu cái tay thôi thôi thôi, không không có nói gì hết. Ờ, làm lại, làm lại. Hậu vệ mình dứt khoát lên chút nữa đi. Không sao, làm lại đi, làm lại. Khoa ơi, mấy trái bóng đó là đá bổng lên rồi lên trên liền. Anh cứ chửi chửi mà anh khóc. Đi ba bên mặt đâu. Tay xuống đá tiếp. Anh nói gặp Toàn. Ủa Toàn đùa anh kia mà anh này luôn mày. Toàn ơi mày đâu Toàn? Giờ tân là làm cái bóp là vừa luôn. Đúng quá. Toàn mà đá banh mày hung banh chi mà Toàn. Chị vậy kìa. Chị vậy. Trời nó chạy nữa rồi. Tôi giúp đầu đi. Toàn kìa. Toàn kìa. Xuống luôn quân, xuống luôn con. Ừ. Không chụp không có chắc, không chụp bị văng ra. Không môn khác mà. Rút về, rút từ từ về, rút từ từ về Toàn. Mạnh lên, phá đây đây nè, phá đây nè. Lên đi, ừ. Dặm banh lại, dặm banh lại. Rồi, chiền. Đâu. Ôi, ôi. Trời ơi mấy hậu vệ để vậy tao gặt qua không có vô banh gì hết trời. Hậu vệ gì mà không vô banh gì hết vậy? Thằng Tuấn ơi chứ mình nó dòm banh không à. Banh qua đít rồi mà còn chắc lại kẹp mà mấy này thường. Hậu vệ hại đó, hậu vệ tốt rồi. Hậu vệ sao cá rác ta. Hậu vệ nó hại nó đá tốt quá, tốt. Thôi nó tại kêu nói chị mẹ đâu. Vậy đâu. Mày cứ nói tao vậy hoài. Hay quá. Cái chai rồi, cái chai nãy nữa mà. Đâu là bao vậy rồi. Cái đó vậy rồi. Nói bay tại vì nay mình không có thuận super. Rồi super. Không là chỉ vậy thôi nữa. Thuận là nãy giờ thầy không có im gì đâu.
Có chữ khay nữa là đẹp luôn. Vậy rồi. Đúng rồi. Đó, dứt khoát vậy đó. Mình quyết toán lên đi không? Đội hình là yếu quá. Ở trên em thấy con nào tôi đang ghi bàn rồi ta. Trời ơi.